Mình xin chào mọi người ha. Hôm nay là mình sẽ đưa anh chị mình đi xem một cái mảnh view suối Thác Gành ở thôn 6 Trường Xuân anh chị. Là trên hành trình di chuyển thì mình đi từ chợ Trường Xuân đi vào thì đi khoảng cả tầm 2 km đường bê tông, còn đâu là 1 km đường cấp phố như thế này anh chị ơi. Thì mình ngắm nhìn trên Telegram còn để mình có cái nhìn tổng quan này ha, là cái đất của mình thấy rất là bằng. Cái đất nào mà giáp suối á là đất của mình đó anh chị. À, cái diện tích trong sổ là 2,6 hectare, là diện tích ở ngoài là 3,3 hectare. Đất là thấy đất rất là bằng đẹp luôn anh chị. Trên đất của mình là vụ tính tiêu và cà phê rồi anh chị, là khoảng cả tầm 8 sào á, là mình chưa có trồng gì thôi, do là cái diện tích sình sình với lại là cái phần giáp suối á nhiều anh chị, nhưng mà cái view rất là đặc sắc nên là có thể để anh chị mình có thể mình múc ao hoặc là mình nuôi trồng thủy sản nha anh chị. Anh chị mình quan sát đây là cái mặt suối lúc mà hiện tại em đang quay nè. Mùa này thì nước nó lớn anh chị, còn cái mùa khô á, thì nó lộ ra cái gờn thì nó đẹp hơn anh chị ha. Cái khi mà em đứng em quay mùa khô á, thì em đứng khoảng cả tầm tới ngực em á. Thì anh chị mình quan sát đây là cái mặt thác của mùa khô này. Anh chị đây là khúc của đường vào của mình này nha anh chị, là mảnh này của mình là đường vào tới tới đất luôn anh chị. Bắt đầu là cây ranh ở chỗ này đây, đang ở chỗ cái trụ điện này này. Cái bình cái ranh nó bên bờ chuối này anh chị nè, là đi thẳng đi xuống dưới luôn. Đây là con suối á, con suối là cái mặt cái chiều dài ôm suối đây khoảng cả tầm 200 m này. Còn cái đây là đông địa phận đất của mình này. Đây thì đi lên mình chỗ này có một khoảng cả tầm một sào mấy thôi, gần 2 sào thôi, đi lên kéo tới cái phần trống bụi tiêu bên kia là đi hát xuống nha anh chị, đi bo đi ra ăn cái bờ sình bên kia, đụng xuống cái phần giáp thác luôn. Còn ở phần chỗ này là giáp từ cái phần chỗ này là có con suối á anh chị, là cứ theo cái hàng chuối đây có mọc thẳng đi xuống dưới luôn. Do cái diện tích của sình nó nhiều quá, diện tích của sình nó sình với khoảng cả tầm sình với hành lang suối này nọ nó gần cả hát rồi anh chị. Cái này là diện tích ở trong sổ mình á, là khoảng diện tích trong sổ mình em cộng sổ lại là 2 hectare 6 nha anh chị. Còn ở ngoài là diện tích thực tế ở ngoài là tới 3 hectare hết, do là cái diện tích sình nó nhiều. Còn trên đất của mình thì cực nguồn thu cực kỳ đẹp luôn anh chị. Chỉ có một khoảng chỗ này trên này đầu vô khoảng cỡ tầm một sào mấy, thế là chưa có trồng gì thôi. Do diện tích nó lớn á nên là anh chị mình quan sát thêm lên Flycam ha. Còn cái mảnh này anh chị, cái giá thì em xin để dưới cái phần tiêu đề, phần chi tiết nhất, phần mô tả anh chị, em sẽ thông tin thêm ạ. Cái một ở đây là trung bình là ở đây là chủ nhà mình trồng á 2,5 tấn á. Năm ngoái thì chủ nhà mình thu được khoảng cỡ tầm 8 tấn nhân, còn năm nay thì chắc là ít hơn rồi anh chị. Năm nay là ít hơn, là bây giờ hiện tại nếu mà giả sử như mình phát sinh giao dịch luôn á thì cà với tiêu này là mình vô mình thu luôn á anh chị, là trung bình là khoảng cả tầm 6 tấn nhân á. Và còn là và tiêu ạ. Đây cái đường suối này anh chị nè, là cứ bọc thẳng đi xuống dưới, đụng cái suối dưới luôn, là cái ranh đất của mình á là như vậy á. Còn đây cái thế đất của mình là thế đất cực kỳ vàng đẹp luôn. Còn cà phê là tới mùa hái rồi. Và cái giá thì hiện tại thì chủ nhà mình thật sự đang rất là cần bán luôn á anh chị. Với lại đất ở Trường Xuân này á, giờ hiện tại là cái giá trung bình thì dao động khoảng cỡ tầm đất rẫy thôi, dao động khoảng cỡ tầm 1,5 tỷ cho tới 2 tỷ một héc, nó gần mặt đường thì giá nó cao hơn nhiều anh chị. Còn ở trong này thì không còn cái giá này nữa, tại vì mảnh này hầu như bây giờ mảnh này là rẻ nhất thị trường rồi. Cái dưới này là cà phê tơ nha anh chị, khoảng cỡ tầm 400 cà phê tơ giống TL4 nè, xung quanh cái giống siêu trái này. Còn xung quanh cái phần này thì chủ nhà mình đã trồng chuối đi bọc đi thẳng xuống dưới hồ rồi. Phần tiêu còn lại khoảng cỡ tầm 1000 tiêu nha anh chị. Anh chị mình đi theo chân em mình đi di chuyển đi hết đất luôn ha, cái sau này mình đỡ mất công mình đi lại ha. Mình đi lại mình quan sát ạ. Phần tiêu đây, tiêu phụ trụ rồi, cà này anh chị. Được cái nguồn thu thì mạnh và cái gần suối thì đẹp. Sau này anh chị mình nó do sình nó bao quanh á, nên là có cái thế mình làm view rất là đạt ạ. Hai cà phê đây. Sau này mình trung bình cái sản lượng cà phê mình đi giờ mình vào mình thu mùa luôn á anh chị, thì chắc tăng cả tầm 6 tấn nhân. Và thêm tiêu 1000 trụ. Trung bình tiêu này anh chị nè. Đây ạ. Cây trung bình khoảng cỡ tầm 3 kg. Không, cây này cây trung bình nè. Tiêu anh chị kêu trung bình cây này khoảng cỡ tầm 7 đến 8 kg ạ.
này, tiêu ở dưới kia đẹp hơn. Đây là đường ở trong đất mình đây. Đây là ở dưới phần gần với phần suối, phần gần với phần suối thác ở dưới kia sẽ đẹp hơn á. Nên là em review cận cảnh cho anh chị mình cùng xem mà. Đây ạ. Cà này. Nó là cực kỳ đẹp. Nhà mình cũng mới phát dọn này. Nghĩa là cà mình đang kinh doanh đó anh chị. Trong đặc sắc của mảnh này thì cà phê và tiêu thì cực kỳ đẹp luôn anh chị. Đây là cây. Anh chị nào mà có muốn quan tâm tới cái mảnh sở hữu mảnh này á thì hãy gọi số hotline để trong màn hình ha. 0911761968 ạ. Em sẽ gửi sổ và em tư vấn kỹ thêm anh chị. Để đi theo thấy thế đất không? Rất cực kỳ bằng luôn. Nó mấp mô nhưng mà thật địa thế là bằng 80% 90% luôn anh chị. Có một ít cây nhãn nữa này. À, dưới đây là có căn nhà tạm nhỏ. Tạm nhỏ để cho nhân công ở đây. Còn cái phần bãi sình này dưới này là của mình luôn nha anh chị ơi. Phần bãi sình này dưới này là của mình á. Là cái đất của mình nó bám từ cái cây muồng này, hắt thẳng đi qua cái phần tiêu bên kia kìa, phần gốc bên kia kìa. À, phần sình này của mình luôn á. Là ở bên cạnh sình là có suối nữa. Mình đứng ở đây thì mình nghe tiếng nước chảy rồi. Giả sử sau này anh chị làm nếu nuôi trồng thủy sản mình đào ao nuôi cá thì mình cải tạo được khúc này này. Dưới này địa thế sình này. Mảnh này thích hợp cho anh chị nào mình vừa làm nghỉ dưỡng hoặc là mình vừa khai thác về nông nghiệp hoặc là mình làm về nói chung là nhiều mình cải tạo được nhiều cái tại vì suối dưới cũng đẹp á. Còn phần dưới này là tiêu cà đây. Còn cái bám suối cái mặt cái lạch bên đó là bám suối hết anh chị, bám hết bo lại phía bên kia là bo lại khúc suối này giáp ra. Còn phần như này đi. Dạ, anh chị di chuyển lại phần suối này, anh chị mình cũng theo dõi này ha. Cây trước mặt em á là cái vườn tiêu ở trước mặt thì cực kỳ đẹp. Còn ở dưới này thì trồng độc cửu tiêu khoảng cỡ tầm 8 xào anh chị, 8 xào dưới này còn tiêu không á. Đây là một con đường đi xuống dưới chân thác này. Đây phần tiêu đây. Chỉ có vướng một hai cây chỗ này nó bị vàng thôi, còn đi trong tổng thể của tiêu này em đi dạo rồi á thì tiêu lại đẹp ạ. À, đi xuống chúng ta con đường này đi xuống dưới suối này. À, con đường là chủ nhà mình đã trước và chủ nhà mình đã cải tạo để đi xuống dưới suối để chơi đây. Một loại cũng rất là đẹp. Xung quanh kia là cũng có trên đó là cũng có một hai cái nhà dân người ta của bên Man Lâm Đồng á, nó qua người ta mua view á. À, chơi ngắm suối mình đó chị. Còn cái phần dưới này là phần suối đất đây. Cái đất mình là tính ra tới 500 mét suối luôn nha anh chị. Còn cái phần suối đá của mình là khoảng cỡ tầm 400 mét suối đất này, 100 mét suối đá. À, suối phần mặt suối dưới đây thì cái phần của suối đất dưới đây thì hơi đục anh chị. Ở trên đây sẽ đẹp hơn. Đây là phần tiêu đây anh chị nè. À, em đang đứng ở phần giáp thác anh chị. À, cái phần này là chủ nhà mình có ủi con đường đi lại, xong cái phần đây có sân chơi đây. À, cái đất của mình đó là cái phần cỏ bên này khi nào đụng tới cái phần cà phê của người ta luôn á, cái mép chỗ này là của mình luôn này, phần đầu thác này, phần đầu của mình thác này, đây thì mình có thấy rồi này, mà không có thấy được đặc sắc. À, anh chị ơi, đây là phần tiêu mà giáp cái phần thác này anh chị này, nói chung là 90-80% là thủ tiêu y chang vầy luôn nha anh chị. Đây ạ, cái giá cũng mềm nữa. Anh chị nào mà quan tâm tới cái mảnh nền này á, cái mảnh đất vườn này ha, thì hãy gọi cho em số hotline để trong màn hình ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video và em xin hẹn anh chị vào những video sau của kênh.